Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, ngày 17 tháng 11 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Sở xây dựng tập huấn các quy định mới về chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Góc nhìn dư luận, Trực Ninh khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý hành lang đê điều. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Dự hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương đơn vị trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng chí chỉ đạo các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng công tác thanh tra kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh, cung ứng thực phẩm, các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, các bếp ăn tập thể. Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân cách nhận biết phân biệt thực phẩm an toàn và không an toàn. Các sở y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các ngành địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua 3 năm thực hiện chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh ngày càng được kiểm soát chặt chẽ. 3 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập 2.400 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, kiểm tra 15.100 lượt cơ sở thực phẩm, phát hiện 6.400 cơ sở có vi phạm và đã xử lý 2.058 cơ sở, trong đó phạt hành chính 1.311 cơ sở với tổng số tiền 2 tỷ 580 triệu đồng. Tại hội nghị, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kỷ niệm 10 năm thành lập với kết quả đạt được. 10 năm qua, Chi cục đã được Chính phủ tặng bằng khen và nhiều bằng khen cờ thi đua xuất sắc của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn các quy định mới của Chính phủ, Bộ Xây dựng về chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng cho 150 đại biểu là lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Ban quản lý dự án và các doanh nghiệp xây dựng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đã nghe chuyên gia của Bộ Xây dựng phổ biến hướng dẫn nội dung chính của Nghị định 68/2019 NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định số 68/2019 NĐ-CP gồm 9 chương 38 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, quy định chi tiết các nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Thông tư số 04/2019/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2019. Tại lớp tập huấn, các đại biểu cũng thảo luận giải đáp về các thủ tục vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư, xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, một số vướng mắc thực tế tại các địa phương hiện nay và giải pháp xử lý nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua, huyện Trực Ninh đã phát huy tốt tinh thần chủ động, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở và các tầng lớp nhân dân, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều ngay từ khi mới phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành lang đê điều trên địa bàn huyện. Với tuyến đê Tả Ninh có chiều dài gần 8.000 mét chạy qua địa bàn xã Trực Hùng, được đánh giá là một trong những địa phương mà lịch sử để lại tồn tại nhiều trường hợp vi phạm luật đê điều và luật phòng chống thiên tai nhất trên địa bàn huyện Trực Ninh. Theo thống kê của xã, năm 2017, trên địa bàn có tới 109 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm ngoài bãi 64 trường hợp, vi phạm trong đê 44 trường hợp và một trường hợp vi phạm mái đê. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều, thời gian qua, xã Trực Hùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, giữ nguyên hiện trạng và xây dựng lộ trình từng bước xử lý các vi phạm do lịch sử để lại, đồng thời quyết liệt ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm mới phát sinh. Năm 2019 thì đối với Trực Hùng thì có 4 cái trường hợp vi phạm. Vi phạm ở đây cũng như ban nãy tôi nói, tức là cái vi phạm này thì nó cũng có yếu tố khách quan. Đó là họ làm nhà quay ra đê, họ lạm dụng cái mái xoải của đê để mặc dù là công trình xây dựng của nhà họ sử dụng thì họ xây dựng trên đất có sổ đỏ của nhà họ. Nhưng họ lạm dụng cái mái đê để người ta trợ đất vào để người ta làm cái đường đi ra. Rồi sau khi là những cái vi phạm như vậy mặc dù ngăn chặn nhưng mà xét thấy là cái việc cưỡng chế để múc cái đấy đi thì địa phương cũng tạo điều kiện, và đặc biệt là sau khi mà có cái báo cáo vi phạm của hạt quản lý đê Trực Ninh, đồng chí phó tỉnh ban dân huyện thường trực ban huyện đã về địa phương làm việc cùng anh em tôi, qua cái chủ hộ đề xuất, qua cái báo cáo đề xuất của địa phương thì những cái mà có thể nó không ảnh hưởng, không đe dọa gì đến đê điều thì có thể là chấp nhận để cho người ta mượn để người ta mở lối đi ngang khi người ta đã có nhà ở. Đấy. Còn đối với những cái việc mà vi phạm, ví dụ như là xây quê đường chắn, xây cổng thì tất cả những cái vị trí xây vi phạm đối bốn cái hộ thì sau khi là quy trình lập biên bản đôn đốc rồi mời từ cơ sở xóm đội thôn xóm tuyên truyền giải thích và cái cuối cùng thì qua làm việc thì người dân cũng đã tự nguyện tháo dỡ những cái đấy. Thì đối với bốn trường hợp vi phạm này thì tất nhiên cái vi phạm tôi nghĩ là nó không lớn đối với những cái hộ xây cất nhưng mà người ta chỉ tận dụng mở lối đi hoặc là mở thêm mái che quả cái việc mà cái công trình mà sử dụng. Thì cái này thì cũng từ những cái này ấy, thì tôi nghĩ là đối với những trường hợp mà có manh nha là có cái ý định như vậy thì nó cũng giảm đi. Thì nếu không thì tôi nghĩ là nếu không làm cương quyết những cái như thế này thì những cái công trình tương tự như vậy thôi thì nó lại tiếp tục phát sinh. Thế cho nên là đối với Trực Hùng thì nói năm 2018 là nó xuất hiện cái việc là chợ vào, và đặc biệt năm 2019 thì đến tháng 6 năm 2019 thì gần như những cái công trình đã tháo dỡ toàn bộ. Thực hiện chỉ thị số 14 năm 2012 và chỉ thị số 10 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hạt quản lý đê Trực Ninh đã tham mưu cho huyện và các xã thị trấn tổ chức giải quyết 118 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đê. Riêng năm 2019, trên địa bàn huyện Trực Ninh phát sinh mới 9 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê. Đến nay đã giải quyết xong 8 trường hợp, còn một trường hợp đang xem xét đề xuất phương án. Tuy nhiên, bên cạnh việc ngăn chặn kịp thời những vi phạm mới, việc xử lý đối với đa số vi phạm do lịch sử để lại hiện gặp nhiều khó khăn, trong đó có cả những công trình nhà ở kiên cố đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt quá thẩm quyền của địa phương. Về cái xử lý cái vi phạm lịch sử để lại, đây là một cái việc rất là khó khăn. Bởi vì báo cáo các anh là trong cái vi phạm tồn tại từ trước đến nay là rất nhiều trường hợp là cái vi phạm đó về cái công trình là thuộc về nằm trên đất đã được cấp quyền sử dụng đất. Đây là một việc rất là khó. Có những cái hộ vi phạm chỉ cấp được khoảng 90 mét vuông đất mà lại sát chân đê. Quá trình đắp đê thì đã nấn vào cái đất mà người ta được cấp từ trước. Cho nên cái việc mà cấp đất mới đối với địa phương cho các hộ rất là khó khăn. Cho nên không có cái biện pháp nào, chưa có biện pháp nào để mà xử lý. Còn cái thực tại thì bây giờ do cái nhu cầu cuộc sống của con người thì người ta không có chỗ đất nào người ta buộc người ta phải xây dựng tạm lên hoặc là người ta xây nhà nên người ta có chỗ ăn chỗ ở.
cho nên là cái việc mà xử lý dứt điểm cái trường hợp vi phạm mà từ trước để lại tồn tại đến bây giờ, đây là một việc tôi cho là rất khó khăn. Thực tế không chỉ trên địa bàn huyện Trực Ninh mà hiện nay tại nhiều địa phương trong tỉnh, việc kiểm soát giữ nguyên hiện trạng những trường hợp vi phạm do lịch sử để lại gặp nhiều khó khăn bất cập do nhu cầu về sử dụng đất, vật liệu xây dựng cho phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới, huyện Trực Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật đê điều phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ hành lang công trình đê điều thủy lợi, tăng cường biện pháp phát hiện, tố giác hành vi vi phạm để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật về đê điều và các quy định pháp luật khác có liên quan. Xã Bạch Long, huyện Giao Thủy đẩy mạnh phát triển kinh tế mũi nhọn thủy sản. Tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng mô hình liên kết chuỗi giúp nâng cao chất lượng vị thế của nông sản tỉnh. Với 365 ha quy hoạch nuôi trồng, năng suất ước đạt trên 300 triệu đồng mỗi ha một năm, kinh tế thủy sản được xã Bạch Long, huyện Giao Thủy xác định là lĩnh vực mũi nhọn của địa phương. Các doanh nghiệp, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Minh Phú, được xã khuyến khích tạo điều kiện mở rộng đầu tư sản xuất giống, bước đầu đã đạt được những thành công. Được đấu thầu sử dụng trên 1 ha đất vùng bãi, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Minh Phú đã đầu tư sản xuất ươm nuôi giống thủy hải sản. Với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực sản xuất giống, công ty luôn chú trọng từ khâu đầu tiên nhập giống bố mẹ đến quy trình ươm nuôi, tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn kỹ thuật, tạo con giống, đảm bảo chất lượng. Mỗi năm, công ty cung ứng cho thị trường từ 3 đến 4 tỷ giống các loại như cá bống bớp, cá hồng Mỹ, ngao cùi, hàu biển, tạo việc làm ổn định cho hơn 10 công nhân với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Trên địa bàn xã Bạch Long có 150 hộ tham gia nuôi thủy sản và 3 đơn vị chế biến cung ứng sản xuất giống. Từ những chủ trương chính sách hợp lý của chính quyền, trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, ngành nuôi trồng thủy sản đã mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần xây dựng Bạch Long trở thành xã nông thôn mới bền vững, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian qua, sự thành công của các mô hình liên kết chuỗi và tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp đã góp phần từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, trong nước và thế giới. Đối với khâu tuyển chọn và tạo ra giống chất lượng, gần 3 năm qua, các công trình nghiên cứu của tỉnh đã tuyển chọn bổ sung và cơ cấu sản xuất được hơn 10 giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, chống chịu tốt hơn với sâu bệnh và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Các đơn vị doanh nghiệp của tỉnh đã chọn tạo được một số giống lúa mới có năng suất chất lượng cao M1-CS6 và tuyển chọn được một số giống khoai tây sạch bệnh Solara, Sinora, duy trì ổn định quy mô sản xuất giống lúa lai F1 khoảng 700 ha một năm. Số lượng đạt xấp xỉ 2.000 tấn giống một năm, tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao từ 60% tăng lên 71,5%, hiệu quả sản xuất lúa tăng từ 7 đến 10%. Bước đầu đã hoàn thiện quy trình, công nghệ nuôi một số đối tượng như tôm thẻ chân trắng, cá chim biển vây vàng, cá sủ đất, cá lăng chấm, từng bước áp dụng công nghệ nuôi theo hướng thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của thành phố Nam Định mới đạt 87,24%. Trường Trung học cơ sở Trần Bích San, thành phố Nam Định đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Nam trao tặng nhà hiệu bộ cho trường Trung học cơ sở Đại Thắng, huyện Vụ Bản. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Nam Định, hiện nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của thành phố Nam Định mới đạt 87,24%. Công tác đẩy mạnh phát triển bảo hiểm y tế còn gặp khó khăn. Nguyên nhân là do nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của một số chủ sử dụng lao động trên địa bàn còn hạn chế, tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế chưa được giải quyết triệt để. Khả năng đáp ứng và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân của hệ thống y tế còn nhiều bất cập, vẫn còn tình trạng quá tải trong các bệnh viện, các thủ tục hành chính và giá dịch vụ y tế còn cao, chưa thuận tiện, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ
và quyền lợi của người bệnh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế chưa đồng bộ, một bộ phận người dân, công nhân lao động chưa hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thời gian tới, để thực hiện được chỉ tiêu do Hội đồng Nhân dân thành phố giao về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90%, Bảo hiểm xã hội thành phố Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh, cải tiến thủ tục quy trình tiếp đón, không để bệnh nhân phải chờ lâu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Trường Trung học cơ sở Trần Bích San thành phố Nam Định tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Là ngôi trường thuộc phường Vị Xuyên thành phố Nam Định, những năm qua trường Trung học cơ sở Trần Bích San đã được đầu tư xây mới và cải tạo. Đến nay, trường có 18 phòng học và một khu nhà hiệu bộ với đầy đủ các phòng chức năng. Cơ sở vật chất của nhà trường đã đảm bảo hoàn thành theo tiêu chí về chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên học sinh. Hàng năm, tỷ lệ học sinh khá giỏi của nhà trường đạt từ 77% trở lên, 100% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, tỷ lệ học sinh lên lớp, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Khoảng 70% học sinh của trường thi đỗ vào các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Trong đó mỗi năm có từ 6 đến 7 học sinh thi đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Trong những năm gần đây, trường có 3 học sinh đạt giải quốc gia, 6 học sinh đạt giải cấp tỉnh. Với những nỗ lực phấn đấu, trường đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của trường, góp phần động viên khuyến khích thầy và trò nhà trường tiếp tục cố gắng nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong thời kỳ đổi mới. Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Nam tổ chức khánh thành và bàn giao khu nhà hiệu bộ cho thầy và trò trường Trung học cơ sở Đại Thắng, huyện Vụ Bản. Công trình khu nhà hiệu bộ trường Trung học cơ sở Đại Thắng được xây dựng với quy mô 2 tầng, 7 phòng chức năng kết nối với dãy phòng học hiện có. Tổng mức đầu tư dự án trên 3,1 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Nam hỗ trợ 2 tỷ 950 triệu đồng. Còn lại là nguồn đối ứng của địa phương. Công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa trường Trung học cơ sở Đại Thắng được công nhận là trường chuẩn quốc gia, trường xanh sạch đẹp an toàn. Hàng năm, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam vận động cán bộ nhân viên trích một phần lợi nhuận, thu nhập để trao tặng các công trình phúc lợi xã hội, nhất là trường học cho các địa phương khó khăn trên cả nước. Trong đó, riêng năm 2019, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Nam đã hỗ trợ 2 công trình trường học cho 2 địa phương khó khăn trên địa bàn tỉnh Nam Định. Các cấp hội phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những hoạt động thiết thực. Tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Ban An toàn giao thông tỉnh thăm tặng quà gia đình các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2019. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Nam Định đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động, quyết tâm thực hiện hiệu quả khâu đột phá, phát huy nội lực, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện phong trào phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới, hội đã đăng ký đảm nhận từ những việc tưởng chừng đơn giản như sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom rác thải, xây dựng nếp sống sạch sẽ, văn minh, đến những phong trào lớn hơn như trồng hoa ven đường, tại trụ sở làm việc, trường học, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường, tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, hiến đất tham gia dồn điền đổi thửa, góp ngày công vật tư, xây dựng các công trình hạ tầng ở địa phương. Để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo xây dựng 1.466 nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình. Vận động hỗ trợ được trên 200.000 hội viên phụ nữ mua thẻ bảo hiểm y tế, góp phần nâng tỷ lệ người dân sử dụng bảo hiểm y tế của tỉnh đạt 85%. Tính đến tháng 5 năm 2019, vận động hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng và sửa chữa 538 mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
trao 5.864 suất học bổng Hoàng Ngân với số tiền trên 3 tỷ 495 triệu đồng cho con cán bộ, hội viên phụ nữ, nạn nhân chất độc da cam đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Thưa quý vị, thưa các bạn, là một trong số những cá nhân được vinh danh trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 6 của tỉnh, cựu chiến binh Trần Văn Trọng ở xóm 5 xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh là một trong những tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi ở địa phương. Từ năm 2007, cựu chiến binh Trần Văn Trọng đã có ý tưởng phát triển chăn nuôi lợn rừng. Từ chăn nuôi nhỏ lẻ, nhen nhóm dần lên thành gia trại tổng hợp với diện tích 100 m2. Ông đầu tư nuôi một con lợn bố, 3 con lợn mẹ, 30 đến 40 con lợn thịt. Đàn lợn của gia đình ông sinh trưởng tốt, đem về thu nhập cho gia đình khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Thành công đó đã tạo động lực để ông tiếp tục duy trì và phát triển mô hình chăn nuôi lợn của gia đình trong những năm tiếp theo và cung cấp con giống cho những xã lân cận. Cái nguồn của mình, tại sao nó lại hiệu quả hơn? Bởi vì nó sinh ra thì nó không chết, này, nuôi rất dễ, không dịch bệnh. Hai là ăn rất ít, không phải mất tiền mua cái cám viên. Mà một cám viên bây giờ 200 cho đến 400, nếu cám vườn con 300-400, đây thì không mất. Đây chỉ lúc đầu ta thì gọi là nghiền tí ngô ra nhỏ ra là trộn cho nó ăn phải thôi, vấn đề cơm. Đấy, thì nó rất đơn giản. Nhưng hạch toán mỗi một con lợn anh nuôi một năm thì anh sẽ thu được khoảng chừng từ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi. Thì con lợn nó cỡ khoảng chừng 35 cân thôi. Thì giá trị của nó bằng một con lợn là sắp xỉ một tạ. Cùng với chăn nuôi lợn, cựu chiến binh Trọng còn nhận cấy thêm 1,4 mẫu ruộng, chăn nuôi gà vịt, hàng năm cho thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng. Trong phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, ông đã giúp đỡ cung cấp giống, hỗ trợ vốn cho 3 hội viên phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, góp phần tích cực vào phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế của gia đình hội cựu chiến binh. Trong những năm qua, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hội cựu chiến binh huyện Trực Ninh đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn động viên cán bộ hội viên luôn nêu cao tinh thần vượt khó vươn lên, giúp nhau làm kinh tế, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống của hội viên. Nhận thức được tính cấp bách đó, các cấp hội từ huyện hội đến cấp hội cựu chiến binh các xã thị trấn luôn động viên cán bộ hội viên không cam chịu đói nghèo, vươn lên vượt khó, giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo, tập trung phát triển kinh tế của địa phương và các hộ gia đình. Bắt đầu từ năm 2014 thì bạn bè anh em cũng đã thưởng thức nhiều cái lợn này. Nên là bạn bè cứ đến hỏi trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn thì mình đã giúp cho tức là 5 gia trại của anh em là cựu chiến binh. Thì lúc đầu là mình là cung cấp giống, tức là đấy, nuôi coi như là 4 con lợn mẹ, 1 con bố thì sinh đẻ ra là mình cho anh em là đưa giống, vay cái lợn giống về cứ nuôi đến cuối năm thì canh bán canh trả thôi. Này cái giống vốn nào thì anh em nào cũng thành công. Giữ vững phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ với tinh thần chịu thương chịu khó, lao động cần cù sáng tạo, cựu chiến binh Trần Văn Trọng đã trở thành điển hình sản xuất giỏi của địa phương, xứng đáng là tấm gương sáng để nhiều người học tập và noi theo. Nhân ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 17 tháng 11, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức đi thăm tặng quà các gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2019 trên địa bàn huyện Nam Trực. Đoàn đến thăm gia đình nạn nhân Đoàn Thị Hợi, sinh năm 1959, ở thị trấn Nam Giang. Bà Hợi bị tử vong khi điều khiển xe đạp va chạm với xe tự chế trên tuyến đường nội đồng. Thăm gia đình nạn nhân Phạm Văn Đại, sinh năm 1996, ở xã Nam Tiến, tử vong khi ngồi sau xe máy chở 3 người đâm phải cột điện ven đường. Thăm gia đình nạn nhân Trần Văn Trung, xã Nam Thanh, tử vong do điều khiển xe máy va chạm với xe tải. Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh đã động viên chia sẻ những nỗi đau mất mát của các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, đồng thời truyền tải thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại đến các gia đình khu dân cư. Mong muốn mọi người khi tham gia giao thông tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và vật chất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Toàn bộ nội dung chương trình quý vị và các bạn có thể theo dõi qua website namdinhtv.vn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.